Tăng Chí Đạo, người Nam Hải tỉnh Quảng Châu đến xin chỉ dạy. Đệ tử từ lúc xuất gia đến nay xem kinh Niết Bàn đã hơn 10 năm, nhưng chưa rõ đại ý, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư hỏi: Người chưa rõ chỗ nào? Chí Đạo nói: Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt diệt xong, tịch diệt làm vui. Đệ tử nghi ngờ chỗ này. Sư hỏi: Người nghi ngờ cái gì? Dạ, tất cả chúng sanh có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt, pháp thân có thường, chẳng tri chẳng giác. Kinh nói: sanh diệt diệt xong, tịch diệt làm vui. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào được vui. Nếu nói sắc thân được vui, sắc thân lúc diệt thì tứ đại tan rã, toàn thể là khổ, chẳng thể nói là vui. Nếu pháp thân tịch diệt thì đồng như cây cỏ ngói đá, ai mà được vui? Lại pháp tánh là cái thể của sanh diệt, ngũ uẩn là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, sanh diệt là thường. Sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì nhiếp dụng trở về thể. Nếu cho sanh nữa tức là loài hữu tình chẳng đoạn chẳng diệt. Nếu chẳng cho sanh nữa thì vĩnh viễn tịch diệt, đồng với loài vô tình. Như thế thì tất cả các pháp đều bị Niết Bàn ngăn cấm, sanh còn chẳng được, có gì là vui? Sư nói: Ngươi là Phật tử, sao lại học tà kiến ngoại đạo, chấp đoạn chấp thường mà luận bàn pháp tối thượng thừa? Theo lời ngươi nói thì ngoài sắc thân lại có pháp thân, lìa sanh diệt cầu nơi tịch diệt, lại cho thường đức lạc đức của Niết Bàn là có thân để thọ dụng. Ấy đều là mê chấp và ham tiếc sanh tử, đam mê sự vui của thế gian. Người này nên biết, Phật vì tất cả người mê, nhận lầm ngũ uẩn hòa hợp là tướng tự thể, lầm cho tất cả pháp là tướng ngoại trần, tham sống sợ chết, niệm niệm trôi lăn trong lục đạo, chẳng biết điều như mộng quyển hư giả, uổng chịu luân hồi, đem thường đức lạc đức của Niết Bàn trở thành tướng khổ, suốt ngày tìm cầu. Phật vì thương xót cho những người này nên khai thị chơn lạc của Niết Bàn. Sát na chẳng có tướng sanh, sát na chẳng có tướng diệt, cũng chẳng có sanh diệt để diệt. Ấy tức là tịch diệt hiện tiền, đang lúc hiện tiền cũng chẳng có số lượng hiện tiền, nghĩa là chẳng có một tí khái niệm nào về không gian, thời gian và số lượng của tịch diệt hiện tiền, mới gọi là thường đức, lạc đức, nghĩa là chân vui. Vui này chẳng có kẻ thọ dụng, cũng chẳng có kẻ không thọ dụng, há có cái tên gọi một thể năm dụng sao? Huống là còn nói Niết Bàn ngăn cấm các pháp, khiến cho chẳng sanh, ấy là phỉ báng Phật Pháp. Hãy nghe kệ đây: Vô thượng đại Niết Bàn, viên minh thường tịch chiếu, phàm phu dị chi tử, ngoại đạo chấp di đoạn, chư cầu nhị thừa nhân, mục dĩ di vô tác, tận thuộc tình sở kế, lục thập nhị kiến bản, vọng lập hư giả danh, hà vi chân thật nghĩa, duy hữu quá lượng nhân, thông đạt vô thủ xã, dĩ tri ngũ quẩn pháp, cập dĩ quẩn trung ngã, ngoại hiện chúng sắc tường, nhất nhất âm thanh tướng, bình đẳng như mộng quyển, bất khởi phàm thánh kiến, bất tác Niết Bàn giải, nhị biên tam tế đoạn, thường ứng chư căn dụng, nhi bất khởi dụng tưởng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi phân biệt tưởng, kiếp quả thiêu hải để, phong cổ sơn tương kích, chân thường tịch diệt lạc, Niết Bàn tướng như thị, ngô kim cưỡng ngôn thuyết, linh nhữ xả tà kiến, nhữ vật tùy ngôn giải, hứa nhữ tri thiểu phần. Dịch nghĩa: Vô thượng đại Niết Bàn, sáng tròn thường tịch chiếu, phàm phu gọi là chết, ngoài đạo chấp đoạn diệt, những người tu nhị thừa cho đó là vô tác,
thảy đều do tình thức. 62 kiến chấp vọng lập tên hư giả, đâu phải nghĩa chân thật. Chỉ có người kiến tánh thông đạt chẳng lấy bỏ, vì biết pháp ngũ quẩn, với cái ngã trong quẩn, cả hiện tượng thế giới, mỗi sắc tướng âm thanh bình đẳng như mộng nguyện, chẳng phân biệt thánh phàm, chẳng cho là niết bàn. Nhị biên tam tế dứt. Nhị biên là đối đãi biên kiến, tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thường ứng các căn dùng mà chẳng khởi dụng tưởng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng. Niết bàn vốn phi vật, lửa gió đụng chẳng được, chân vui thường tịch diệt, tướng niết bàn như thế. Nay ta gượng nói ra, khiến người bỏ tà kiến, chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần. Chí đạo nghe xong đại ngộ, vui mừng đảnh lễ lui ra. Ghi chú: 1. 62 kiến chấp tứ cú nhân ngũ quẩn bằng 20, 20 nhân tam tế bằng 60, 60 cộng thêm hữu và vô, nguồn gốc của tất cả nhị biên đối đãi bằng 62. Tất cả kiến chấp đều không ở ngoài 62 kiến chấp này. 2. Thường ứng các căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Thường ứng là tả sự dụng của tự tánh chẳng tác ý, như bóng hiện trong gương, luôn luôn như thế. Ví như dùng cơm chỉ là dùng cơm, chẳng có năng sở, nên nói thường ứng các căn dụng mà chẳng khởi dụng tưởng. Còn dụng tưởng thì có tác ý nên có năng sở, cho ta là năng dùng, cơm là sở dùng. 3. Phân biệt tất cả pháp chẳng khởi phân biệt tưởng. Phân biệt tất cả pháp mà chẳng tác ý, ví như cơm chỉ là cơm, nước chỉ là nước. Còn phân biệt tưởng là có tác ý, nên có cơm ngon, cơm dở, nước trong, nước đục. Hành Tư thiền sư họ Lưu, sanh ở An Thành, tỉnh Kiết Châu. Nghe nói Tào Khê giáo pháp thịnh hành, bèn đến tham lễ, hỏi: nên làm việc gì để khỏi lọt vào giai cấp? Sư hỏi: người đã từng làm việc gì? Đáp: thánh đế cũng chẳng làm. Sư hỏi: lọt vào giai cấp nào? Đáp: thánh đế còn chẳng làm, giai cấp nào mà có. Sư rất trọng cho là pháp khí, cho làm quản chúng. Một hôm sư nói: người nên quá độ một nơi, chớ cho đoạn dứt giáo pháp đốn ngộ này. Hành Tư thiền sư đã đắc pháp, bèn về núi Thanh Nguyên ở Kiết Châu hoằng pháp. Sau được vua sắc phong, hiệu là Hoằng Tế thiền sư. Hoài Nhượng thiền sư họ Đỗ ở Kim Châu, lúc ban đầu đến lễ An Quốc sư ở Tung Sơn. An Quốc sư sai đến Tào Khê tham vấn. Nhượng đến lễ bái, sư hỏi: từ đâu đến? Tung Sơn. Cái vật gì mà đến như vậy? Nhượng trả lời chẳng được, nỗi nghi tình trải qua 8 năm, sau nói với sư: nói tựa như một vật thì chẳng đúng. Sư hỏi: còn có thể tu chứng chăng? Tu chứng thì chẳng phải không, ô nhiễm thì chẳng thể được. Sư ấn chứng rằng: chỉ cái chẳng ô nhiễm này, chư Phật đều hộ niệm. Người đã như vậy, ta cũng như vậy. Nhượng quát nhiên đại ngộ, bèn làm thị giả bên sư 15 năm. Ngày càng thấu triệt quyền chỉ thâm sâu. Sau đến núi Nam Nhạc, rộng truyền thiền tông, được vua sắc phong hiệu Đại Huệ thiền sư. Vĩnh Gia Quyền Giác thiền sư họ Đới, quê ở Ôn Châu, thuở nhỏ tu học kinh luận, chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiên Thai Tông. Nhân xem kinh Duy Ma Cật, phát minh tâm địa, kiến tánh. Bỗng gặp đệ tử của sư là Quyền Sách đến thăm, luận đàm với nhau. Thấy lời nói của Quyền Sách khế hợp với chư tổ, Quyền Sách hỏi: thượng tọa đắc pháp nơi thầy nào? Tôi nghe giảng kinh luận đại thừa, mỗi mỗi đều có thầy truyền thừa,
sao xem kinh Duy Ma Cật ngộ tự tâm Phật nhưng chưa có thầy ấn chứng? Quyền sách nói: trước thời Phật quay âm dương thì được, sau thời Phật quay âm dương, không thầy mà tự ngộ, ấy đều là thiên nhiên ngoại đạo. Giác nói: vậy xin thượng tọa vì tôi ấn chứng. Lời tôi chẳng đáng kể. Ở Tàu Khê nay có Lục Tổ đại sư, các nơi đều tụ tập đến đó để thọ pháp, hãy đi thì cùng nhau đi. Quyền Giác bèn cùng với Quyền Sách đến tham vấn. Khi đến gặp sư, Quyền Giác đi nhiễu ba vòng rồi đứng lại chống tích trường. Sư nói: bậc Sa Môn phải đầy đủ 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. Đại đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạn? Giác đáp: sanh tử việc lớn vô thường nhanh chóng, sao chẳng thể cứu cái pháp vô sanh, liễu ngộ cái chẳng nhanh chóng ấy ư? Thể tức vô sanh, liễu vốn chẳng chóng. Sư bèn ấn chứng: đúng thế, đúng thế. Lúc bấy giờ Quyền Giác mới trang nghiêm lễ bái, giây lát sau liền từ giả. Sư nói: sao về chóng thế? Tự vốn chẳng động, há có chóng sao? Ai biết chẳng động? Hòa thượng tự sanh phân biệt. Người thật được ý vô sanh. Vô sanh há có ý sao? Không ý, ai biết phân biệt? Phân biệt cũng chẳng tác ý. Lành thay, hãy ở lại một đêm. Người thời ấy tôn Quyền Giác là Nhất Túc Giác. Về sau Giác soạn bài Chứng Đạo Ca thịnh hành khắp thế gian, sau được sắc phong là Vô Tướng Đại Sư, người đời tôn là Chơn Giác. Thiền giả Trí Hoàng tham học với Ngũ Tổ, tự cho mình đã được chánh thọ, chánh định, bèn chấp ngồi mãi trong am hơn 20 năm. Đệ tử của sư là Quyền Sách hành cước đến Hà Bắc, nghe tên Trí Hoàng liền đến am hỏi thăm: ông ở đây làm gì? Hoàng nói: nhập định. Sách hỏi: ông nói nhập định là có tâm nhập hay là không tâm nhập? Nếu nói không tâm nhập thì tất cả loài vô tình, cây cối, ngói đá đều phải được định. Nếu nói có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình cũng đều được định. Ta đã có lúc nhập định, chẳng thấy có cái tâm có và không. Chẳng thấy có tâm có và không tức là thường định, đâu có xuất nhập. Hễ có xuất nhập thì chẳng phải đại định. Hoàng không trả lời được, một lúc sau mới hỏi: thượng tọa nói pháp ai? Thầy tôi là Tào Khê Lục Tổ đại sư. Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Thầy tôi nói: tự tánh quyền diệu trạm nhiên, viên tròn tịch diệt, thể dụng như như, ngũ quẩn vốn không, lục trần phi thật, chẳng xuất chẳng nhập, chẳng định chẳng loạn, tánh thiền vô trụ, chẳng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sanh, chẳng khởi thiền tưởng, chẳng tác ý cho là thiền. Tâm như hư không, cũng chẳng có cái số lượng của hư không. Hoàng nghe nói như vậy bèn đến lễ sư. Sư hỏi: thượng tọa từ đâu đến? Hoàng thuật lại nhân duyên gặp Quyền Sách. Sư nói: thật đúng như Quyền Sách nói, người hễ tâm như hư không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, đồng tình vô tâm, thánh phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chẳng phải định vậy. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở đắc từ 20 năm đến nay đều tan rã, chẳng còn hình bóng. Sau từ giả sư về nơi Hà Bắc hoằng pháp, khai hóa tứ chúng. Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao, ở Tương Dương. Lúc 13 tuổi từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ. Sư nói: tri thức từ xa đến khổ nhọc, có đem theo cái bản lai đến chăng?
Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhân, thử hỏi xem. Hồi đáp: lấy vô trụ làm bản, cái thấy tức là chủ. Sa di này hay nói càn. Hòa thượng tọa thiền, thấy hay chẳng thấy? Sư cầm gậy đánh cho ba cái, hỏi: ta đánh người có đau hay chẳng đau? Cũng đau, cũng không đau. Ta cũng thấy, cũng chẳng thấy. Thế nào là cũng thấy, cũng chẳng thấy? Cái thấy của ta thường thấy lỗi của tự tâm, chẳng thấy phải quấy tốt xấu của người, cho nên cũng thấy, cũng chẳng thấy. Người nói cũng đau, cũng chẳng đau là thế nào? Nếu chẳng đau thì đồng với cỏ đá, nếu đau thì đồng với phàm phu, liền khởi sân hận. Ngươi vừa hỏi thấy không thấy là nhị biên, nói đau không đau là sanh diệt. Tự tánh ngươi còn chẳng tự thấy mà dám đùa người khác. Thân hội bèn lễ bái cầu xin sám hối. Sư lại nói: người nếu tâm mê chẳng thấy, cần phải hỏi thiện tri thức để chỉ đường. Người nếu tâm ngộ, tức tự thấy tánh, phải y pháp tu hành. Này ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại đến hỏi ta thấy hay không thấy. Ta thấy tự ta biết, chẳng dính dáng cái mê của ngươi. Ngươi nếu tự thấy, cũng chẳng dính dáng cái mê của ta. Sao chẳng tự thấy tự biết mà lại hỏi ta thấy hay chẳng thấy? Thân hội lại lễ thêm hơn trăm lại, xin sám hối tội lỗi, ân cần hầu hạ bên sư chẳng rời. Một hôm sư bảo chúng: ta có một vật chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng danh chẳng tự, chẳng lưng chẳng mặt, các ngươi có biết chăng? Thân hội bèn ra nói: ấy là bổn nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Đã nói với ngươi là chẳng danh chẳng tự, ngươi bèn gọi là bổn nguyên Phật tánh. Ngươi sau này dẫu cho có ra hoằng pháp, cũng chỉ thành một môn đồ tri giải mà thôi. Sau khi lục tổ viên tịch, thần hội vào trong kinh thành Lạc Dương, rộng truyền đốn giáo của Tào Khê, soạn bộ Hiển Tông Ký, thịnh hành nơi đời, hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. Tăng hỏi sư: ý chỉ của Quỳnh Mai người nào được? Sư đáp: người hiểu Phật pháp được. Hòa thượng có được chăng? Ta chẳng hiểu Phật pháp. Một hôm sư muốn giặt cái y của ngũ tổ truyền thọ, mà xung quanh không có suối tốt, nên đi đến cách sau chùa năm dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoài khí vòng quanh. Thoại khí là triệu chứng tốt đành hiện trên không khí, nhưng phải là người có pháp nhãn mới thấy được. Sư dòng tích trường xuống đất, nước suối ngay đó trào ra, chảy thành cái ao. Sư quỳ trên đá mà giặt y. Có vị tăng ở Tây Thục tên là Phương Biền đến lễ sư. Sư hỏi: thượng tọa làm nghề gì? Thờ đáp tượng. Sư nghiêm mặt lại nói: người thử đắp ta xem. Biện ngơ ngác. Qua mấy ngày sau, đắp xong chân tượng cao 7 tấc, nét mặt tánh tình đều được tỏ bày khéo léo. Sư cười nói: người khéo tánh đắp tượng mà chẳng hiểu tánh Phật. Sư rờ đầu thọ ký, dặn phải trọn làm phước điền cho trời người, rồi lấy y mà trả công. Biện chia y làm 3 phần, một phần đắp lên pho tượng, một phần tự giữ lấy, một phần lấy lá cây kè gói lại, xong chôn dưới đất, nguyện rằng: cho tôi đời sau được y này làm trụ trì nơi đây, xây dựng lại chùa chiền. Đến năm thứ 8, niên hiệu Gia Hữu đời nhà Tống, 1056-1063, cách đó 380 năm, có vị tăng tên là Duy Tiên đến đó tu sửa lại chùa chiền, đào đất được y còn như mới. Pho tượng của sư còn giữ ở chùa Cao Tuyền. Có vị tăng đem bài kệ của Hòa Luân Thiền Sư
lặp lại với sư, kể rằng: Ngoạ luân hữu kỹ lưỡng, năng đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm bất khởi, bồ đề nhật nhật trưởng. Dịch nghĩa: Ngoạ luân có bản lĩnh, dứt được trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề luôn luôn trưởng. Sư nghe xong nói: Cây này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà hành thì lại thêm trói buộc. Do đó khai thị một bài kệ: Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bá tư tưởng, đối cảnh tâm số khởi, bồ đề tác ma trưởng. Dịch nghĩa: Huệ năng không bản lĩnh, chẳng dứt trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ khởi, bồ đề làm sao trưởng? Phẩm đốn tiểu thứ 8. Lúc sư hoằng pháp tại chùa Bửu Lâm, Tàu Khê ở miền Nam, thì Thần Tú đại sư tại chùa Ngọc Tuyền, Kinh Nam ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng là Nam Năng Bắc Tú, nên có Nam Bắc đốn tìm hai tông, mà người học đạo chẳng biết tông chỉ của Nam Bắc như thế nào. Sư bảo chúng: Pháp vốn một tông, mà người có Nam Bắc, pháp chỉ một thứ, nhưng sự thấy có nhanh chậm, sao gọi là đốn tìm? Pháp chẳng đốn tìm, theo căn tánh con người thì có lợi đồn, nên gọi đốn tìm. Nhưng đồ chúng của Thần Tú thường hay khinh chê tổ sư ở miền Nam là người chẳng biết chữ, đâu có hay gì. Thần Tú nói: Lục tổ đắc vô sư trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chẳng bằng được. Giả lại được thầy ta Ngũ Tổ thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được. Ta tiếc chẳng thể đi xa để được thân cận, uổng chiều quốc ân. Các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, nên đi đến Tàu Khê để tham học. Một hôm, Thần Tú sai môn đồ Chí Thành: Ngươi thông minh có trí, hãy thay ta đến Tàu Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy nghe, về lặp lại cho ta. Chí Thành vâng lời, bèn đến Tàu Khê theo chúng tham học, mà chẳng nói từ chỗ nào đến. Lúc đó sư bảo chúng: Này có kẻ trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do. Sư nói: Ngươi từ Ngọc Tuyền đến, tức là mật thám vậy. Chẳng phải. Sao lại chẳng phải? Lúc chưa nói ra thì phải, nói ra rồi thì chẳng phải. Thầy ngươi lấy gì để dạy chúng? Thầy tôi thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tình, ngồi mãi chẳng nằm. Trụ tâm quán tình là bệnh chứ chẳng phải thiền, ngồi lâu là trói thân, với đạo có ích lợi gì? Hãy nghe kệ đây: Sanh lai tọa bất ngoạ, tử khứ ngoạ bất tọa, nguyên thị xú cốt độc,
Hà di lập công khóa. Dịch nghĩa: lúc sống thì ngồi chẳng nằm, lúc chết thì nằm chẳng ngồi, vốn là đống xương hôi thối, đâu thể thành lập công phu. Chí thành lại lễ sư. Đệ tử ở nơi thần tú đại sư học đạo 9 năm mà chẳng được khế ngộ, nay nghe hòa thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sanh tử của đệ tử là việc lớn, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy thêm. Ta nghe nói thầy ngươi dạy ngươi học pháp giới định huệ, chẳng biết hành tướng giới định huệ như thế nào, hãy nói thử xem. Thần tú đại sư nói: những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại sư dạy như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì để dạy người. Nếu nói có pháp dạy người, ấy là dối ngươi. Ta chỉ tùy theo căn cơ để mở trói, giả danh tam muội. Như giới định huệ của thầy ngươi thật là bất khả tư nghị, giới định huệ của ta lại khác. Giới định huệ chỉ nên có một, sao lại có khác? Giới định huệ của thầy ngươi độ người đại thừa, giới định huệ của ta tiếp người tối thượng thừa. Chỗ ngộ giải chẳng đồng, nên sự thấy có nhanh chậm. Hãy nghe ta nói, xem có giống thầy ngươi chăng? Ta thuyết pháp chẳng lìa tự tánh, lìa tánh thuyết pháp khiến cho tự tánh thường mê, ấy là tướng thuyết. Nên biết tất cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chân pháp của giới định huệ vậy. Hãy nghe kệ đây: tâm địa vô phi tự tánh giới, tâm địa vô si tự tánh huệ, tâm địa vô loạn tự tánh định, bất tăng bất giảm tự kim cang, thân khứ thân lai bổn tam muội. Dịch nghĩa: tâm địa chẳng quấy tự tánh giới, tâm địa chẳng si tự tánh huệ, tâm địa chẳng loạn tự tánh định, chẳng thêm chẳng bớt tự như như, thân đến thân đi vốn tam muội. Chí thành nghe xong cảm tạ, trình kể rằng: ngũ quẩn quyển thân, quyển hà cứu cánh, hồi thú chân như, pháp thường bất tịnh. Dịch nghĩa: ngũ quẩn thân quyển quá, quyển đâu có cứu cánh, trở về với chân như, chấp pháp vẫn chẳng tình, chẳng thanh tịnh. Sư cho là đúng, lại bảo Chí thành: giới định huệ của thầy ngươi dạy người căn khí nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ được tự tánh, cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, chẳng có một pháp có thể đắc. Như thế mới được kiến lập vạn pháp. Nếu thấu lý này, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát tri kiến. Người kiến tánh lập cũng được, chẳng lập cũng được, đi lại tự do, chẳng trệ chẳng ngại, cần dùng liền làm, cần nói liền đáp. Làm và nói đều chẳng tác ý. Khắp hiện hóa thân, chẳng lìa tự tánh, tức được thần thông tự tại, du hí tam muội, gọi là kiến tánh. Thế nào là nghĩa chẳng lập? Tự tánh chẳng quấy, chẳng si, chẳng loạn, niệm niệm quán chiếu bát nhã, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, thuận nghịch đều được, có gì để lập? Tự tánh tu ngộ, đốn tu, cũng chẳng thứ tự, cho nên chẳng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt, đâu có thứ lớp. Chí thành lễ bái, nguyện làm thị giả hầu hạ sớm chiều. Tăng Chí Kiệt, họ Trương, tên Hành Xương, người ở Giang Tây, thuở nhỏ tánh hào hiệp, lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông. Tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân chia bỉ thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau, sinh lòng ưa ghét. Mà môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ người đời biết được sự truyền y của Ngũ Tổ, nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư Tâm Thông đã biết việc này, bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối, Hành Xương lén vào thất muốn ám sát. Sư đưa cổ cho chém. Hành Xương cầm kiếm chém 3 lần, chẳng gây vết thương. Sư nói: chánh kiến chẳng tà,
tà kiến chẳng chánh. Theo Hán từ, chữ kiến với chữ kiếm khác chữ đồng âm, ở đây một lời hai nghĩa. Chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Sư đưa vàng cho và dặn: ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi. Để ngày khác ngươi thay hình đổi dạng rồi trở lại, ta sẽ cho thỏa nguyện. Hành Xương nghe lời, nửa đêm trốn đi, sau ở nơi khác xuất gia. Một hôm nhớ đến lời dặn của sư, bèn từ xa đến tham lễ. Sư nói: ta chờ ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Hành Xương nói: ngày trước được hòa thượng xá tội, nay dù xuất gia khổ hạnh nhưng khó mà báo ơn, chỉ mong được hòa thượng truyền pháp để độ chúng sanh. Đệ tử xem kinh Niết Bàn chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi giải thích sơ lược. Vô thường tức Phật tánh, có thường tức cái tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Lời của hòa thượng rất nghịch lời văn trong kinh. Ta được truyền tâm ấn Phật, đâu dám nghịch ý kinh. Kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến bồ đề tâm đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường, ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử lại thêm nghi ngờ. Xưa kia ta nghe Ni Vô Tận Tạng tụng qua một lần kinh Niết Bàn, bèn vì ni giải thuyết, chẳng có một chữ một nghĩa không đúng với lời văn trong kinh. Cho đến nay vì ngươi mà thuyết, trước sau chẳng khác. Đệ tử căn tánh ngu muội, xin hòa thượng khai thị tỉ mỉ. Ngươi biết chăng, Phật tánh nếu thường còn nói gì về các pháp thiện ác, cho đến tận kiếp cũng chẳng một người phát bồ đề tâm, nên ta nói vô thường, ấy chính là cái đạo chân thường do Phật thuyết vậy. Hơn nữa, tất cả các pháp đều vô thường, thì mỗi mỗi đều có tự tánh riêng biệt để lãnh thọ sanh tử. Vậy thì tánh chân thường khắp nơi lại có chỗ thiếu sót, nên ta nói thường, ấy chính là nghĩa chân vô thường của Phật. Phật vì kẻ phàm phu tà đạo chấp nơi tà thường, những người dị thừa từ nơi thường suy ra vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong kinh Niết Bàn hiểu nghĩa phá những thiên kiến của họ để tỏ bày tứ đức của Niết Bàn. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Người nay theo lời trái nghĩa, lấy đoạn diệt vô thường và chấp thường là cố định, mà hiểu lầm lời nói sau cùng chiên tròn di diệu của Phật. Dẫu cho xem kinh ngàn lần, có ích gì đâu. Hành Xương quát nhiên đại ngộ, nói kệ rằng: nhân thủ vô thường tâm, Phật thuyết hữu thường tánh. Bất tri phương tiện giả, du xuân trì thập lịch, ngã kim bất thi công. Phật tánh nhi hiện tiền, phi sư tương thọ giữ, ngã diệt vô sở đắc. Dịch nghĩa: vì giữ tâm vô thường, Phật nói tánh có thường, kẻ chẳng biết phương tiện. Như mò sỏi tưởng vàng, nay ta chẳng tác ý, Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Sư nói: người nay đã triệt ngộ, nên đổi tên Trí Triệt. Trí Triệt lễ tạ lui ra. Lược giải: lời của chư Phật, chư Tổ chỉ tạm dùng để phá chấp. Nói thường là để phá chấp vô thường, nói vô thường là để phá chấp thường, chứ không có nghĩa thật. Nên kinh Lăng Nghiêm nói: hễ là lời nói thì đều chẳng có nghĩa thật. Phẩm Tựa đã chỉ rõ Phật tánh phi thường phi vô thường, do đó mặc dù lời Tổ với lời Phật trái nghịch nhau, nhưng ý Tổ với ý Phật chẳng khác là nghĩa này vậy. Sư thấy môn đồ các tông tụ tập với pháp tòa, đều khởi ác ý vấn nàng. Sư thương xót cho họ nên bảo rằng: người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm ác niệm, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên.
rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị, gọi là thật tánh. Từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. Như vậy, pháp môn của các tông dù có khác nhưng đều cùng xuất phát từ một nguồn, vốn chẳng cao thấp. Người học đạo chớ nên tranh giành hơn thua mà trái nghịch với đạo. Còn pháp đốn giáo này thì cần phải ngay đó, chẳng tác ý, tự ngộ tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong thảy đều đảnh lễ thờ sư làm thầy. Ngày rằm tháng giêng niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên ban chiếu rằng: Cẩm mời An Quốc Sư và Thần Tú Thiền Sư hai vị đầu cung cúng dường, thừa lúc muôn việc nhàn rảnh để nghiên cứu đạo Đức Thừa. Hai sư khiêm nhượng rằng: Ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp, truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến để hỏi. Nay sai đội thị tiếp giảng lãnh chiếu đến trước thỉnh, nguyện sư từ bi thương xót, mau đến kinh thành. Sư dân biểu cáo bệnh cướp từ và xin được trọn đời ở trong núi rừng. Tiếp giảng hỏi: Các thiền đức nơi kinh thành đều nói là muốn được ngộ đạo phải ngồi thiền tập định, nếu không nhờ thiền định mà mong được giải thoát thì chưa hề có vậy, chưa biết cách dạy bảo của sư như thế nào. Sư nói đạo do tâm ngộ chẳng tại tòa. Kinh nói: Nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, ấy là kẻ hành tà đạo. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Tiết giảng nói: Đệ tử về kinh, hoàng đế ắt hỏi, xin sư từ bi chỉ thị tâm yếu, để về triều đình tâu lại hai vua và người học đạo ở kinh thành. Thí như một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn, khiến kẻ tối đều sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chẳng hết. Sư nói: Đạo chẳng sáng tối, sáng tối là nghĩa sanh diệt, sáng mãi chẳng hết cũng phải có lúc hết. Vì sáng tối là đối đãi lập danh, nên kinh Duy Ma Cật nói pháp chẳng thể so sánh, vì chẳng đối đãi vậy. Tiết giảng nói: Sáng dụ cho trí huệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí huệ để chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử đã từ vô thỉ, dựa vào đâu để ra khỏi? Sư nói: Phiền não tức bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí huệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Thế nào là kiến giải của người đại thừa? Sáng với chẳng sáng, phàm phu thấy có nhị. Người trí liễu đạt tánh ấy bất nhị. Tánh bất nhị tức là thật tánh vậy. Thật tánh ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, nơi thánh hiền mà chẳng thêm, trụ nơi phiền não mà chẳng loạn, ngay nơi thiền định mà chẳng tịch, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đi, chẳng đến, chẳng phải ở giữa, cũng chẳng bên trong, bên ngoài, chẳng sanh, chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng biến đổi, ấy gọi là đạo. Hỏi: Sư nói chẳng sanh diệt, vậy đâu khác với ngoại đạo? Đáp:
Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là dùng diệt để dẹp sanh, dùng sanh để tỏ diệt. Sanh nơi chẳng sanh, diệt nơi chẳng diệt. Ta thuyết chẳng sanh chẳng diệt là tự vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt. Cho nên khác với ngoại đạo, nếu người muốn biết tâm yếu, nên đối với các pháp thiện ác đều chớ suy lượng, tự nhiên được tâm thể thanh tịnh, trạm nhiên thường tịch, diệu dụng hằng xa. Tiết giảng được chỉ dạy, Quát Nhiên đại ngộ, lễ bái Từ Giả về kinh, dâng biểu tâu thuật lại lời nói của sư. Ngày 3 tháng 9 năm ấy, vua Ban Chiếu khen ngợi rằng: Thiền sư cáo bệnh khước từ, đã vì cảm tu hành, làm phước điền cho chúng sanh. Sư như ngài Duy Ma Cật cáo bệnh ở thành Tỳ Gia, để xiển dương đại thừa, truyền Phật tâm ấn, thuyết pháp bất nhị. Tiết giảng truyền đạt lại tri kiến Như Lai của sư chỉ dạy, cũng là do trẫm tích tụ phước đức, kiếp trước đã gieo trồng thiện căn, nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đội ơn sư chẳng thể nào quên. Nay dâng chiếc cà sa và bình bát thủy tinh, sai quan thứ sử Thiều Châu tu sửa lại chùa chiền, sắc phong cho nơi ở cũ của sư ở Tân Châu là Quốc Ân Tự. Phẩm phó chức thứ 10. Một hôm, sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như nói: Các ngươi chẳng như người khác. Sau khi ta viên tịch, mỗi người làm thầy một nơi. Nay ta dạy các ngươi cách thuyết pháp chẳng đánh mất bản tông. Trước tiên phải y theo pháp môn Tam Khoa, dùng 36 pháp đối ra vào, thường lìa nhị biên. Khai thị bằng lời nói hay cử chỉ, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Thí như có người hỏi pháp, ý nghĩa lời nói song song, đến và đi làm nhân với nhau, đều dùng pháp đối. Nếu không có đối đãi thì ba pháp nhị biên và trung đạo đều dứt, chẳng còn chỗ để nương tựa. Pháp môn Tam Khoa là gì? Là ấm, nhập, giới. Ấm là ngũ ấm, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập có 12, bên ngoài lục trần, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên trong lục căn, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, chân, ý. Giới có 18, gồm lục căn, lục trần, lục thức. Tự tánh bao hàm vạn pháp, gọi là hàm tạng thức. Nếu khởi niệm suy lường, tức là chuyển thức, khiến sanh lục thức, ra cửa lục căn, tiếp xúc lục trần. Như vậy, 18 giới đều từ tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh. Niệm ác dụng tức chúng sanh dụng, niệm thiện dụng tức Phật dụng. Dụng bằng cách nào? Là do tự tánh lập ra pháp đối. Ngoại cảnh vô tình có năm đối: trời đối đất, nhật đối nguyệt, sáng đối tối, âm đối dương, thủy đối quả, ấy là năm đối. Pháp tướng ngôn ngữ có 12 đối: ngữ đối pháp, hữu đối vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối vô tướng, hữu lậu đối vô lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ, ấy là 12 đối. Tự tánh khởi 19 đối: dài đối ngắn, tà đối chánh, si đối huệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối độc, giới đối quấy, trực đối khúc, thật đối hư, chông gai đối bằng phẳng, phiền não đối bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, hỷ đối sân, bố thí đối bổn sẻn, tiến đối lui, sanh đối diệt, pháp thân đối sắc thân, hóa thân đối báo thân, ấy là 19 đối vậy. Sư bảo, 36 pháp đối này nếu biết dùng thì thấu đạo và tất cả kinh pháp, ra vào thường lìa nhị biên. Dụng của tự tánh chẳng cần tác ý
nói năng với người. Ngoài thì ở nơi tướng lìa tướng, trong thì nơi không lìa không. Nếu trọn chấp tướng thì sanh trưởng tà kiến, nếu trọn chấp không thì sanh trưởng vô minh. Kẻ chấp không hay phỉ báng kinh Phật, cho là chẳng cần văn tự. Đã nói chẳng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói. Cái lời nói tức là tướng văn tự. Lại nói, đạo ngay thẳng chẳng lập văn tự. Thật ra hai chữ chẳng lập cũng là văn tự vậy. Vừa nghe người thuyết pháp liền phỉ báng cho là dính mắc văn tự. Các ngươi phải biết tự mê còn đỡ, lại phỉ báng kinh Phật. Cho nên phỉ báng kinh để tạo nhiều tội chướng. Nếu chấp tướng bên ngoài mà vọng lập phương pháp để cầu chơn, hoặc rộng lập đạo tràng, nói các lỗi lầm của có và không, những người như vậy nhiều kiếp chẳng thể kiến tánh. Các ngươi phải dạy người theo pháp tu hành, cho nên trăm điều chẳng nghĩ, làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, cho nên nói tự tánh vốn chẳng cần tu chứng. Nói như vậy e rằng kẻ mê chẳng hiểu, lại sanh tà kiến. Chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không đánh mất bản tông. Nếu có người đến hỏi nghĩa, hỏi có thì đáp không, hỏi không thì đáp có. Hỏi thánh đáp phàm, hỏi phàm đáp thánh. Nhị biên làm dân với nhau, sanh nghĩa trung đạo, hỏi nào đáp nấy. Tất cả các câu hỏi khác đều đáp như thế thì chẳng mất cái chánh lý vậy. Như có người hỏi thế nào là tối thì đáp sáng, hỏi thế nào là sáng thì đáp tối. Vì sáng mất thì tối, tối mất thì sáng. Dùng sáng để tỏ sự tối, dùng tối để tỏ sự sáng. Trở đi trở lại làm nhân với nhau, thành nghĩa trung đạo. Tất cả câu hỏi đều phải như thế. Vì sao các ngươi truyền pháp phải y theo đây mà dạy bảo, chứ đánh mất tông chỉ? Vào tháng 7 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa 712, sư sai môn đồ đến quốc Ân Tự nơi Tân Châu để xây tháp, đốc thợ làm gấp, đến mùa hè năm sau khánh thành. Ngày mùng 1 tháng 7, sư tụ tập đồ chúng bảo: đến tháng 8 ta sẽ rời thế gian, các ngươi có nghi cứ hỏi sớm đi, ta sẽ phá nghi, khiến các ngươi hết mê hoặc. Nếu ta đi rồi thì chẳng ai dạy bảo. Các môn đồ nghe nói thảy đều rơi lệ, chỉ có thần hội bình tĩnh chẳng động, cũng chẳng rơi lệ. Sư nói: chỉ có tiểu sư thần hội được sự thiện bất thiện đồng nhau, khen chê chẳng đồng, vui buồn chẳng sanh. Ngoài ra các ngươi đều chẳng được. Bấy lâu nay ở trên núi lại tu đạo gì? Nay các ngươi rơi lệ là lo buồn cho ai? Nếu nói lo cho ta, chẳng biết sẽ đi về đâu, ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì làm sao dự báo trước cho các ngươi? Các ngươi rơi lệ vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên rơi lệ. Pháp tánh vốn chẳng sanh diệt tới lui. Các ngươi hãy ngồi, ta nói với các ngươi một bài kệ gọi là Chân Giả Đồng Tịnh Kệ. Các ngươi giữ lấy kệ này, theo đó tu hành, chẳng đánh mất tông chỉ, thì cùng ta đồng một ý chí. Đại chúng đảnh lễ, xin sư làm kệ, kệ rằng: cổ Phật ứng thế đã vô số lượng, chẳng thể tính được. Nay từ thất Phật bắt đầu, quá khứ trang nghiêm kiếp, tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, hiện tại hiện kiếp, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, Thích Ca mâu ni Phật, ấy là thất Phật. Thích Ca văn Phật đầu tiên truyền cho tổ thứ nhất Maha Ca Diếp, tổ thứ hai A Nan Tôn Giả, tổ thứ ba Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư U Ba Cúc Đa, tổ thứ năm Đề Đa Ca, tổ thứ sáu Di Giá Ca, tổ thứ bảy
Bà Tu Mật Đa. Tổ thứ 8, Phật Đà Nang Đề. Tổ thứ 9, Phục Đà Mật Đa. Tổ thứ 10, Hiếp Tôn Giả. Tổ thứ 11, Phú Na Già Sa. Tổ thứ 12, Mã Minh Đại Sĩ. Tổ thứ 13, Ca Tỳ Ma La. Tổ thứ 14, Long Thọ Đại Sĩ. Tổ thứ 15, Ca Na Đề Bà. Tổ thứ 16, La Hầu La Đa. Tổ thứ 17, Tăng Già Nang Đề. Tổ thứ 18, Già Gia Xá Đa. Tổ thứ 19, Kuma La Đa. Tổ thứ 20, Xà Gia Đa. Tổ thứ 21, Bà Tu Bàn Đầu. Tổ thứ 22, Manola. Tổ thứ 23, Hạt Lạc Na. Tổ thứ 24, Sư Tử Tôn Giả. Tổ thứ 25, Bà Xà Tư Đa. Tổ thứ 26, Bất Như Mật Đa. Tổ thứ 27, Bát Nhã Đa La. Tổ thứ 28, Bồ Đề Đạt Ma. Tổ thứ 29, Huệ Khả Đại Sư. Tổ thứ 30, Tăng Sáng Đại Sư. Tổ thứ 31, Đạo Tính Đại Sư. Tổ thứ 32, Hoằng Nhẫn Đại Sư. Tổ thứ 33 là Huệ Năng Vệ. Từ trên chư tổ mỗi mỗi đều có truyền thừa. Các ngươi về sau cũng y theo thứ tự truyền thọ, chớ trái với truyền thống. Ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu, niên hiệu Tiên Thiên thứ 2, 713. Đến tháng 12 năm ấy, đổi niên hiệu là Khai Nguyên Nguyên Niên, ở chùa Quốc Ân dùng trai xong. Sư bảo đồ chúng: các ngươi hãy theo thứ tự an tọa để ta từ biệt. Pháp Hải bạch: hòa thượng lưu lại giáo pháp nào khiến người mê đời sau được thấy Phật tánh? Sư nói: các ngươi hãy để ý nghe, người mê đời sau nếu nhận được chúng sanh tức Phật tánh, nếu chẳng nhận được chúng sanh, dẫu cho muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Này ta dạy các ngươi nhận được tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh. Muốn được gặp Phật, hãy nhận chúng sanh. Chỉ vì chúng sanh lầm mê Phật tánh, chẳng phải Phật tánh lầm mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật. Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. Tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Các ngươi nếu tâm hạnh quanh co thì Phật ở nơi chúng sanh. Nếu được nhất niệm bình đẳng, ngay thẳng thì chúng sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, tự Phật là chân Phật. Nếu tự chẳng Phật tâm, nơi nào tìm chân Phật? Các ngươi tự tâm là Phật, chớ hồ nghi nữa. Vạn pháp đều từ tự tâm sanh khởi, chẳng phải vật bên ngoài có thể kiến lập. Nên kinh nói: tâm sanh thì mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi pháp diệt. Nay ta để lại bài kệ để làm lời từ biệt, gọi là tự tánh chân Phật kệ. Người đời sau nhận được ý của kệ này, tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo. Kệ rằng: chân như tự tánh thì chân Phật, tà kiến tam độc thì ma dương, tà mê chi thời ma tại xá. Chánh kiến chi thời Phật tại đường, tánh trung tà kiến tam độc sanh, tức thị ma dương lai trụ xá. Chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chân vô giả. Pháp thân báo thân cập quá thân, tam thân bổn lai thị nhất thân. Nhược hướng tánh trung năng tự kiến, tức thị thành Phật Bồ Đề nhân. Bổn tùng quá thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường tại quá thân trung. Tánh sử quá thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chân vô cùng. Dâm tánh bổn thị tịnh tánh nhân, trừ dâm tức thị tịnh tánh thân. Tánh trung các tự ly ngũ dục, kiến tánh sát na tứ thị chân. Kim sanh nhược ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thế tôn. Nhược dục tu hành mít tác Phật,
bất tri hà xứ nghĩ cầu chân. Nhược năng tâm trung tự kiến chân, hữu chân tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tánh ngoài mít Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu. Báo nhữ đương lai học đạo giả, bất tác thử kiến đại du du. Dịch nghĩa: chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma dương. Lúc tà mới khởi ma tại nhà, khi có chánh kiến Phật tại điện. Tâm nổi tà kiến tam độc sanh, tức là ma dương đến nhà ở. Chánh kiến khởi lên tam độc trừ, ma trở thành Phật, Phật chẳng giả. Pháp thân, báo thân và quá thân, tam thân vốn chỉ là nhất thân. Nếu được tự thấy nơi tự tánh, giao nhân bồ đề tức thành Phật. Vốn từ quá thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường trụ nơi quá thân. Tánh khiến quá thân hành chánh đạo, tương lai viên mãn vô cùng tận. Dâm tánh vốn là nhân tịnh tánh, trừ dâm tức là tịnh tánh thân. Nơi tánh thường tự lìa ngũ dục, sát na kiến tánh tức là chân. Đời nay nếu gặp pháp đúng giáo, quát ngộ tự tánh gặp Thế Tôn. Người nếu tu hành cầu làm Phật, chẳng biết nơi nào để cầu chân. Nếu ngay nơi tự tâm thấy chân, có chân tức là nhân thành Phật. Chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm tìm Phật là si mê. Pháp môn đốn giáo nay đã truyền, cứu độ chúng sanh phải tự tu. Báo cho tương lai người học đạo, chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm. Sư thuyết kệ xong bảo: các ngươi phải tự hộ trì, sau khi ta viên tịch, chớ nên theo tình chấp thế gian rơi lệ buồn sầu, nhận phúng điếu và để tang. Làm như vậy chẳng phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải chánh pháp. Chỉ nên nhận từ bản tâm, thấy từ bản tánh, chẳng động chẳng tình, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng lui chẳng tới, chẳng thì chẳng phi, chẳng trụ chẳng đi. Vì sợ các ngươi mê tâm chẳng hiểu ý ta, nay nhắc lại lần nữa, khiến các ngươi tự thấy tánh. Sau khi ta viên tịch, theo đây tu hành, cũng như ta còn tại thế. Nếu trái với lời dạy của ta, dẫu cho ta còn tại thế cũng đâu có ích lợi gì. Lại thuyết kệ rằng: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Dịch nghĩa: ngay ngay chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắt. Sư thuyết kệ xong, ngồi ngay cho đến canh ba, thoạt gọi môn đồ: ta đi nha. Liền ngồi yên viên tịch. Ngay lúc ấy có mùi hương lạ thơm khắp núi, móng trắng mọc dòng cầu chấm đất, rừng cây biến thành màu trắng, cầm thú kêu gian thảm thiết. Đến tháng 11, các quan chức và tăng tục ba quận Quảng Châu, Thiệu Chầu, Tân Châu đành nhau dành trước nhục thân của sư, chẳng quyết định được về đâu, bèn cùng nhau đốt hương nguyện rằng: khói hương bay về đâu thì nhục thân của sư về đó. Lúc ấy khói hương bay thẳng về hướng Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11, dời khám thờ nhục thân và y bác của sư về Tàu Khê. Ngày 25 tháng 7 năm sau mở khám để nhập tháp. Quan sở tại Thiều Châu dâng biểu tâu lên triều đình. Vua sắc chỉ lập bia ghi đạo hạnh của sư. Tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm. Người đắc tông chỉ nói pháp được 43 vị, người nghe pháp ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết số lượng. Tính y truyền từ Tổ Đạt Ma, với cái y bát của vua Trung Tôn ban cho, cái chơn tượng do phương biện đắp và tọa cụ của sư, thảy đều giao cho thị giả giữ tháp, đời đời thờ nơi Bửu Lâm đạo tràng, lưu truyền pháp bảo đàn kinh để hiện bày tông chỉ, hưng thạnh tam bảo, phổ biến lợi ích cho chúng sanh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt,
đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp-âm.net.